Everton công bố huấn luyện viên thay Lampard. Ngày 30 tháng 1, Everton thông báo bổ nhiệm Sean Dyche làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng đến hè 2025. Một tuần sau khi sa thải Frank Lampard, làm huấn luyện viên của Everton là vinh dự. Tôi và các cộng sự quyết tâm đưa câu lạc bộ tuyệt vời này trở lại đúng hướng. Dyche nói trong ngày được bổ nhiệm, huấn luyện viên 51 tuổi kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ, còn các thành viên và cầu thủ đoàn kết để vực dậy câu lạc bộ. Dyche nhấn mạnh mục tiêu của ông là xây dựng tập thể thi đấu hiệu quả, chiến đấu và khoác lên áo đấu với niềm tự hào. Ông cũng nhận định đội ngũ Everton chất lượng và giàu tiềm năng. Chúng tôi muốn đưa câu lạc bộ tiến về phía trước, chỉnh sửa theo phong cách của chúng tôi để chiến thắng. Dyche nói thêm, đó là nhiệm vụ trước mặt, đảm bảo câu lạc bộ đang xây dựng về mặt chiến thuật và kỹ thuật, mang đến cho các cầu thủ tính tổ chức, cho phép họ tự do thi đấu, vào sân và tận hưởng thứ bóng đá của mình, bởi vì thật tuyệt vời khi toàn đội thi đấu với nụ cười, nhưng với mục tiêu chiến thắng. Theo Sky Sports, Everton đã chọn Dyche sau khi đàm phán không thành với cựu huấn luyện viên Luis Marcelo Bielsa. Dyche ký hợp đồng 2 năm rưỡi và sẽ ra mắt ở trận tiếp đầu bảng Arsenal ở vòng 22 ngoại hạng Anh ngày 4 tháng 2. Everton thua 9 trong 9 trong 12 trận gần nhất và tụt xuống áp chót ngoại hạng Anh, chỉ đứng trên Southampton nhờ hiệu số tốt hơn. Trận thua 0-2 trên sân West Ham ngày 21 tháng 1 là giọt nước tràn ly khiến Everton sa thải Lampard. Tổng cộng, Lampard dẫn dắt Everton 44 trận và chỉ thắng 12, tỷ lệ 27,2%. Dyche khởi đầu sự nghiệp huấn luyện tại Watford năm 2011, rồi dẫn dắt Burnley giai đoạn 2012-2022. Tổng cộng, ông gắn bó 3.451 ngày với Burnley, thắng 149, hòa 118 và thua 158 qua 425 trận. Ông từng 2 lần giành huấn luyện viên hay nhất tháng của ngoại hạng Anh, vào tháng 3 năm 2018 và tháng 2 năm 2020. Huấn luyện viên người Anh giúp Burnley thăng hạng ngoại hạng Anh 2 lần và biến họ trở thành đội khó chơi bậc nhất tại giải. Vị trí tốt nhất mà chủ sân Turf Moor giành được là thứ 7 ở mùa 2017-2018. Cùng suất dự vòng Play-off Europa League, Dyche bị sa thải hồi tháng 4 năm 2022 khi Burnley tụt xuống thứ 18 tại ngoại hạng Anh. Nhưng câu lạc bộ này sau đó vẫn xuống hạng. Khi còn thi đấu, Dyche đã trung vệ và khoác áo nhiều câu lạc bộ ít tên tuổi như Northampton Town, Watford, Millwall, Luton Town, Bristol City hay Chesterfield. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.